Ứng dụng hợp tác kinh doanh và tư vấn hỗ trợ đầu tư NaviQ, một sản phẩm của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi ca lây nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam vào đầu năm 2020, nền kinh tế nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn. Đại dịch đã có những tác động và để lại những hệ lụy không nhỏ trong đời sống xã hội. Rất nhiều cá nhân, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh rơi vào tình trạng thiếu vốn để tiếp tục đầu tư, phát triển, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Và nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, sẽ rơi vào nguy cơ phá sản. Thấu hiểu thực trạng trên và với mong muốn cùng chia sẻ để cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần hạn chế việc cá nhân doanh nghiệp tìm đến các cơ sở tín dụng đen với mức lãi suất vượt quy định, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt với nguồn lực tài chính sẵn có đã cho ra mắt ứng dụng hợp tác kinh doanh và tư vấn hỗ trợ đầu tư NaviQ. Đây sẽ là kênh hỗ trợ tư vấn đầu tư kịp thời, an toàn, đúng pháp luật và phù hợp với mọi nhu cầu của cá nhân, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên toàn quốc. NaviQ mong muốn hợp tác kinh doanh cùng những nhà đầu tư có nguồn vốn nhàn rỗi và đồng thời tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội. Hợp tác cùng NaviQ với lợi nhuận hấp dẫn sẽ là kênh đầu tư an toàn mang đến nguồn thu nhập ổn định cho những nhà đầu tư thông minh. Hãy liên hệ ngay với phòng tài chính NaviQ của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt để được tư vấn hỗ trợ qua số điện thoại 1900 75 75 75 nhấn phím 3 hoặc 090 863 75 75. Để hợp tác đầu tư cùng NaviQ, quý khách hàng có thể nạp tiền mặt tại tập đoàn hoặc thông qua tài khoản ngân hàng và liên hệ phòng tài chính NaviQ để hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Số tài khoản 6868787878, chủ tài khoản Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định. Tải app NaviQ từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 để nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Chọn NaviQ, tài chính thông minh, giá trị vững bền.